Ngày 9 tháng 3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Lương Thanh Quốc, 19 tuổi, trú xã Phú Điền, huyện Tân Phú để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ công an, Quốc sinh sống với gia đình anh Nguyễn Thái Tân, 32 tuổi, là dượng của Phú, trú tỉnh Đồng Nai. Lợi dụng lúc gia đình anh Tân đi vắng, Quốc đã lẻn vào phòng ngủ, trộm hơn 50 triệu đồng tiền mặt và chiếc xe máy để ngoài sân rồi mang về thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền trộm được, Quốc đã tiêu xài cá nhân hết. Vào cuộc điều tra, công an xác định Quốc là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.